chào tất cả mọi người, rất vui được quay trở lại với chương trình Home Game của THOL. Hôm nay Hoang và Trinh xin gửi đến các bạn 3 bài tập để cho bụng phẳng và eo thon tại nhà nha. Đặc biệt là các cô nàng lười đến phòng gym này, chỉ có nằm ở nhà hoặc nằm trên giường, nằm trên một cái ghế sofa, hoặc đơn giản chỉ cần một tấm thảm yoga như thế này trải dưới đất là các bạn có thể biến ước mơ có một cái vòng bụng thon thả và vòng eo con kiến trở thành hiện thực rồi nha. Và bây giờ hãy tới với 3 bài tập ngày hôm nay của Hoang. Và ở động tác đầu tiên cũng là để khởi động cho phần eo và bụng của chúng ta được nóng lên, thì chúng ta sẽ thực hiện một động tác đó là gập người và xoay tay. Có nhớ là ngày xưa tập thể dục như thế nào không nhỉ? Mở chân rộng hơn vai, rộng bằng hai vai là tốt nhất nhé. Như thế này chân đã rộng bằng hai vai của Hoang rồi. Các bạn sẽ gập người sao cho người song song với mặt sàn, cố gắng dùng mũi tay này để chạm mũi chân bên kia, giữ thẳng tay và xoay như vậy. Các bạn phải giữ thẳng tay thẳng người thì mới có thể là đánh vào eo nhiều nhất nhá. Như thế này thì không vô eo đâu. Ok, thế này là sai nhá. Hoang sẽ làm như thế này, dang hai tay ra, gập người xuống song song với mặt sàn. Và chúng ta sẽ bắt đầu lắc phần eo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở động tác này thì chúng ta sẽ xoay như vậy khoảng 20 lần cho một tay. Có nghĩa là chúng ta sẽ xoay tới 40 lần đó. Bởi vì nó rất là nhẹ, cũng rất là dễ, cho nên là nó sẽ không khiến các bạn sẽ mệt nhiều đâu. Nó giống như là một bài khởi động để chuẩn bị cho hai động tác tiếp theo vậy. Và bây giờ thì Trinh sẽ làm mẫu lại một lần cho các bạn xem nhé. Rộng bằng hai vai. Các bạn sẽ thấy là phần lưng của Trinh rất là thẳng và song song hoàn toàn với mặt sàn ở dưới. Giữ thẳng tay và đánh phần eo. Đây sẽ là phần chịu tác động nhiều nhất, phần eo và phần cơ liên sườn. Hoang hứa rồi mà bài này không mệt đâu, cho nên là Trinh sẽ làm tới khoảng 100 cho các bạn xem. Ok, ở bài này thì chúng ta sẽ tập 20 lần cho một tay, tổng cộng là hai bên chúng ta sẽ đếm 40 lần. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ trong vòng khoảng 30 giây đến 1 phút. Nhớ thực hiện lại 3 lần ở động tác này nhé. Chân rộng bằng hai vai, nhớ chưa nào? Gập người song song với mặt sàn. Đánh tay. Ok. Và bây giờ chuẩn bị uống BCA để qua động tác thứ hai thôi. Bây giờ chúng ta sẽ qua động tác thứ hai. Ở động tác thứ hai thì chúng ta sẽ cần một tấm thảm yoga nếu mà các bạn tập tại sàn. Còn các cô nàng nào mà tập trên giường hay trên ghế sofa thì tuyệt vời luôn. Rồi chúng ta sẽ trải tấm thảm ra. Hay sẽ trải tấm thảm ở đây nhé. Ở động tác thứ hai này chúng ta sẽ gần giống như là động tác đá bụng dưới, nhưng mà chúng ta sẽ giữ ở cái khoảng biên độ là từ 15 đến 30 độ như thế này. Và chúng ta sẽ bơi ngửa. Cái động tác này mà mỗi lần mà Hoang trên học viên hay là có ai hỏi thì Hoang sẽ nói vui đây là động tác bơi ngửa. Chúng ta sẽ làm như thế này 10 lần cho một chân. Sau đó chúng ta sẽ đá ngang 10 lần cho một chân. Nếu các bạn không đếm được như vậy thì các bạn có thể canh đồng hồ tính phút 30 giây cho như thế này và 30 giây cho động tác bơi ngang. Chúng ta sẽ cố gắng gồng phần bụng lại thật chặt để giữ chân ở biên độ từ 15 đến 30. Không dơ cao quá như thế này nhé, bởi vì như thế này là cơ bụng của chúng ta đã không hoạt động nữa rồi. Thấp xuống thôi, bắt đầu bơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đổi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, như thế là chúng ta đã được nghỉ 30 giây rồi đó. Thực hiện lại 3 lần động tác này nhé. Bây giờ Trinh sẽ làm thử cho chúng ta xem. Ok, chống hai tay. Các bạn có thể thấy là chân chúng ta giơ rất là thấp, khoảng từ 15 đến 30 độ thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, đói, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ở bài này chúng ta sẽ làm như thế là 10 lần cho một chân, là chúng ta sẽ đếm 20 nhịp, đổi thì chúng ta sẽ đếm lại 20 nhịp nữa. Sau 40 nhịp đó thì chúng ta sẽ nghỉ từ 30 giây đến 1 phút. Và sau 3 lần như vậy thì chúng ta sẽ nghỉ từ 1 đến 2 phút để chuẩn bị qua động tác cuối cùng nhé. Các bạn đã nghỉ ngơi xong chưa nào? Và bây giờ thì chuẩn bị tinh thần để qua động tác thứ 3 nhé. Ở động tác thứ 3 này thì hơi khó một chút xíu cho các bạn mới bắt đầu tập, vì cơ bụng của chúng ta phải siết thật chặt và thật là chủ động ở cơ bụng, nhất là phần cơ bụng dưới, dành cho những ai mà muốn cái bụng dưới của mình thật là phẳng nha. Thì ở động tác này chúng ta sẽ là nằm ngửa xuống sàn như thế này, hai tay để hai bên hông để làm trụ, hai chân bắt chéo vào nhau, co lên, xong rồi chúng ta sẽ dùng hết phần cơ bụng siết thật chặt lại, nhất là phần cơ bụng dưới, và đẩy người chúng ta lên. Lên thật lâu như thế này không nào? Càng lâu càng tốt nhé. Ở cái cuối cùng nhớ giữ lại để gồng thật chặt cơ bụng, kích thích tối đa luôn, cố lên. Hai thành công được cái cuối cùng rồi, không biết các bạn thì sao nha. Và động tác vừa rồi cũng đã kết thúc 3 bài tập cho nhóm cơ bụng của chúng ta ngày hôm nay. Không biết các bạn đã cảm thấy nóng phần cơ bụng lên chưa nhỉ? Nhớ là ở động tác cuối cùng của chúng ta thì chúng ta phải lên như Hoang nhé. Cố gắng bao giờ mà được như Hoang thì để lại phần comment cho Hoang biết ở phía dưới, và để lại picture luôn thì càng tốt. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở các clip sau. Anh là người soi hóa, viết cân bằng phản ứng của tình yêu, thêm xúc tác cho nhung nhớ thật nhiều, nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau. Anh sợ hãi trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học. Với khi hoa bên lá ngọc sắc ca còn ngào nghe ánh kiếm cương, em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch, anh đồng khoe sắc thiên.